Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em nội dung của tiết học rút gọn phân số phần 1. Trong tiết học này chúng ta cần đạt các yêu cầu sau đây. 1. Bước đầu nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản. 2. Vận dụng kiến thức để tự giải quyết các bài tập ở mức độ đơn giản. Trước hết, chúng ta cùng đi đến khái niệm về rút gọn phân số. Em hiểu, rút gọn phân số là gì? Rút gọn phân số là làm cho cả tử số và mẫu số của phân số đã cho bằng một phân số mới, nhưng có tử số và mẫu số bé hơn. Sau đây, chúng ta cùng đi vào ví dụ. Tìm phân số bằng phân số 10 phần 15, nhưng có tử số và mẫu số bé hơn. Chúng ta nhận thấy 10 phần 15 có tử số và mẫu số có chữ số tận cùng là 0 và 5, thì chia hết cho 5. Vậy chúng ta sẽ lấy 10 chia cho 5 trên 15 chia cho 5. 10 chia cho 5 thì bằng 2 và 15 chia cho 5 thì bằng 3. Vậy 10 phần 15 được rút gọn là 10 chia 5 trên 15 chia 5 bằng 2 phần 3. Vậy 10 phần 15 thì bằng 2 phần 3. Em có nhận xét gì về phân số 10 phần 15 và 2 phần 3? Ta nhận thấy tử số và mẫu số của phân số 2 phần 3 thì đều bé hơn tử số và mẫu số của phân số 10 phần 15. Hai phân số 10 phần 15 và 2 phần 3 bằng nhau. Vậy ta nói rằng phân số 10 phần 15 đã được rút gọn thành phân số 2 phần 3. Chúng ta đến với một ví dụ tiếp theo. 6 phần 8. 6 và 8 có tận cùng là chữ số chẵn, chia hết cho 2. Vậy ta lấy 6 chia cho 2 trên 8 chia cho 2. 6 chia cho 2 bằng 3 trên 8 chia cho 2 bằng 4. Vậy 6 phần 8 thì bằng 3 phần 4. Hay nói cách khác, 3 phần 4 thì bằng 6 phần 8. Như vậy là phân số 6 phần 8 được rút gọn thành phân số 3 phần 4. Ở đây chúng ta thấy tử số và mẫu số của phân số 3 phần 4 thì nhỏ hơn tử số và mẫu số của phân số 6 phần 8, mà hai phân số này lại bằng nhau. Ngoài ra thì 3 phần 4 là một phân số mà cả 3 và 4 cùng không chia hết cho một số tự nhiên nào là lớn hơn 1. Như vậy, ta nói phân số 3 phần 4 là phân số tối giản. Vậy, phân số 6 phần 8 đã được rút gọn thành phân số tối giản 3 phần 4. Phân số tối giản là phân số như thế nào? Phân số tối giản là phân số có tử số và mẫu số không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1. Chúng ta có một số ví dụ về các phân số tối giản. 1 phần 7, 4 phần 9, 12 phần 13, 2019, phần 2020. Ngoài ra các em có thể tìm thêm các phân số khác nữa, cả tử số và mẫu số cùng không chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1. Để giúp các em hiểu hơn về phân số tối giản, chúng ta cùng đi vào bài tập số 2, trang 114, sách giáo khoa lớp 4. Tìm phân số tối giản trong các phân số đã cho. Các em nhận thấy rất nhanh các phân số tối giản. Tám phần 12 có là phân số tối giản không? Không các em ạ.
30 phần 36 có là phân số tối giản không? Cũng không phải. 72 phần 73. Các phân số này đều có đặc điểm chung, đó là cả tử số và mẫu số không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1. Chính vì thế, nó được coi là phân số tối giản. Vậy các phân số còn lại, 8 phần 12 và 30 phần 36, là phân số mà chúng ta nhận thấy cả tử số và mẫu số cùng chia hết được cho một số tự nhiên lớn hơn 1. Vậy các phân số này chúng ta cần phải rút gọn để đưa nó về phân số tối giản. Vậy có những lưu ý gì khi rút gọn phân số? Cô mời các em cùng theo dõi nội dung tiếp theo. Một số cách làm khi rút gọn phân số. Ở kiến thức rút gọn phân số này, cô chia về các dạng kiến thức như sau. Dạng 1. Xét xem tử số và mẫu số của phân số đó có chia hết cho nhau không, và ta chọn số đó là số để chia. Chúng ta đến với bài tập số 1, rút gọn phân số. Bài tập số 1 ở trong sách giáo khoa có hai phần, phần A và phần B. Các em quan sát phần A và phần B, tìm cho cô các phân số có tử số hoặc mẫu số chia hết được cho nhau. Ở phần A, chúng ta nhận thấy phân số 11 phần 22. Ở phần B, chúng ta nhận thấy phân số 5 phần 10. 10 chia hết cho 5. 12 phần 36. 36 chia hết cho 12. 9 phần 72. 72 chia hết cho 9. 75 phần 300 và 4 phần 100. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi rút gọn các phân số này theo dạng thứ nhất. Cô có phân số 11 phần 22. Ta nhận thấy 22 chia hết cho 11. 22 chia cho 11 bằng 2 và số dư là 0. Vậy tôi sẽ chọn 11 là số để chúng ta chia trong quá trình rút gọn phân số 11 phần 22. 11 phần 22 bằng 11 chia cho 11 trên 22 chia cho 11. 11 chia cho 11 thì bằng 1 và 22 chia cho 11 thì bằng 2. Chúng ta có phân số 1 phần 2. Tương tự cách làm như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau rút gọn các phân số còn lại của phần B. Phân số 5 phần 10. 10 chia cho 5 bằng 2 và số dư là 0. Vậy ta sẽ chọn 5 là số để chia. 5 phần 10 bằng 5 chia 5 trên 10 chia 5 và bằng 1 phần 2. 12 phần 36. 36 chia cho 12 bằng 3. 3 nhân với 12 bằng 36. Và chúng ta sẽ chọn 12 là số để chia. 12 phần 36 bằng 12 chia cho 12 trên 36 chia cho 12 và bằng kết quả cuối cùng là 1 phần 3. Tương tự như vậy, chúng ta đến với phân số 9 phần 72. Trong bảng chia 9 thì 72 chia cho 9 bằng 8. Vậy chúng ta sẽ chọn 9 là số chia. 9 chia cho 9 trên 72 chia cho 9 thì sẽ bằng 1 phần 8. Phân số phức tạp hơn là 75 phần 300. Chúng ta sẽ cùng quan sát chia. 300 chia cho 75, các bạn thực hiện phép chia số tự nhiên cho số có hai chữ số. Các thao tác thực hiện phép chia chúng ta đã học ở học kỳ 1, các bạn thực hiện ra nháp. Và kết quả cuối cùng sau khi thực hiện phép chia, chúng ta sẽ tìm được thương là 4 và số dư sẽ là 0. Vậy chúng ta sẽ chọn 75 là số chia. Cô lấy 75. 75 phần 300 bằng 75 chia 75 trên 300 chia 75.
và kết quả cuối cùng bằng 1 phần 4. Sau khi mà các em thực hiện các phép chia thì cái thương này nó rất quan trọng. Em chia ra kết quả đúng này rồi. Lựa chọn cái số chia này. Số chia này sẽ chính là số để chúng ta thực hiện rút gọn. Còn thương này chính là kết quả để chúng ta ghi vào phần mẫu số của phân số rút gọn. 75 chia 75 trên 300 chia 75. Đương nhiên là tử số bằng 1 và mẫu số sẽ là 4. 4 chính là cái thương mà các em vừa mới chia. Như vậy là chúng ta chỉ việc điền kết quả vào mà không mất công thực hiện bước chia nữa. 4 phần 100. Chúng ta nhận thấy 100 chia cho 4 thì bằng 25. Tương tự như thế, chúng ta sẽ chọn 4 làm số chia. 4 chia cho 4 trên 100 chia cho 4. Và các bạn nhìn thấy thương của chúng ta hiện nay là 25. Vậy là chúng ta sẽ có kết quả của phân số tối giản. 4 chia 4 trên 100 chia 4 và bằng 1 phần 25. Rất nhanh, chúng ta có thể rút gọn phân số một cách rất đơn giản và thuận lợi. Nếu như em nắm bắt được dạng kiến thức thứ nhất, đó là nhận dạng xem trong các phân số đã cho, phân số nào có tử số chia hết được cho mẫu số hoặc mẫu số chia hết được cho tử số, chúng ta sẽ chọn số đó là số để chúng ta chia, hay nói cách khác là số để chúng ta thực hiện rút gọn. Và cái thương mà các em thực hiện phép chia đó chính là cái kết quả mà các em sẽ ghi ở phần mẫu số trong phân số tối giản. Như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau thực hiện được các phép chia có tử số hoặc mẫu số chia hết được cho nhau. Các phân số còn lại chúng ta sẽ rút gọn như thế nào? Chúng ta cùng đến với dạng kiến thức 2. 4 phần 6. Em nhận thấy 4 và 6 cùng chia hết cho 2. Vậy ta lấy 4 chia cho 2 trên 6 chia cho 2 và bằng 2 phần 3. 2 phần 3 được gọi là phân số tối giản. Ở dạng 2, chúng ta sẽ xem xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1. Và chúng ta chia tử số và mẫu số cho số đó đến khi nào nhận được phân số tối giản thì chúng ta dừng lại. Các phân số còn lại, chúng ta nhận thấy 12 và 8 cùng chia hết cho 2. 12 chia 2 trên 8 chia 2 thì bằng 6 phần 4. Mà 6 phần 4 thì chưa phải là phân số tối giản vì nó vẫn còn có thể tiếp tục chia được cho một số tự nhiên lớn hơn 1. Đấy là chia hết cho 2. Vậy cô tiếp tục rút gọn phân số 6 phần 4 để ra kết quả cuối cùng là phân số tối giản 3 phần 2. 15 phần 25. Ta nhận thấy tận cùng của hai số này là chữ số 5. Đó là dấu hiệu chia hết cho 5. Vậy chúng ta đem cả tử và mẫu của 15 phần 25 chia cho 5. Và phân số cuối cùng sẽ bằng là 3 phần 5. 36 phần 10. 36 phần 10 có tận cùng là 6 phần 0. 36 phần 10 có tận cùng chữ số là 6 và 0. Nó sẽ là số chia hết cho 2. Chúng ta sẽ có 36 chia 2 trên 10 chia 2 bằng 18 phần 5. 75 phần 36 là phân số có tử số và mẫu số có chữ số tận cùng là 5 và 6. Chúng không chia hết cho 2 và cũng không chia hết cho 5. Vậy chúng ta sẽ xét sang trường hợp là chia hết cho 3 hoặc 9. Tổng các chữ số của tử số, chúng ta thấy 7 cộng 5 bằng 12 chia hết cho 3. Mẫu số 3 cộng 6 bằng 9 chia hết cho 3. Vậy thì 75 phần 36 sẽ chia hết cho 3. Và kết quả cuối cùng là bằng 25 phần 12. Tương tự như thế, chúng ta có phân số 15 phần 35. Tận cùng là 5. Chính vì thế và cả tử số và mẫu số của phân số 15 phần 35 sẽ chia hết cho 5. Chúng ta có phân số tối giản là 3 phần 7. Như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu hai dạng cơ bản
của kiến thức rối loạn phân số. Quay trở lại bài tập 2, trang 114 sách giáo khoa. Vừa rồi chúng ta đã chỉ ra được phân số tối giản 1 phần 3, 4 phần 7, 72 phần 73. Phân số mà chúng ta tiếp tục rút gọn ở đây đó là 8 phần 12 và 30 phần 36. Ở hai phân số này còn có những kiến thức nào lưu ý khi rút gọn phân số nữa? Cùng mời các em tiếp tục hoàn thành bài tập. 8 phần 12. Chúng ta nhận thấy 8 và 12 cùng chia hết cho 2. Vậy 8 chia cho 2 trên 12 chia cho 2 thì bằng 4 phần 6. Mà 4 và 6 chưa phải là phân số tối giản bởi nó còn có thể chia tiếp được cho 2. Vậy chúng ta tiếp tục có 4 chia cho 2 trên 6 chia cho 2 để ra một phân số cuối cùng, đó là phân số 2 phần 3. Ở đây em nhận thấy là trong phân số 8 phần 12 chúng ta có hai bước rút gọn. Bước rút gọn thứ nhất là lấy 8 phần 12 chia cho 2. Được kết quả là 4 phần 6. Bước rút gọn thứ hai đó là lấy 4 phần 6 chia tiếp cho 2 để ra phân số 2 phần 3. Trong quá trình thực hiện rút gọn phân số, các em cần lưu ý giúp cho cô. 8 và 12 ngoài chia hết cho 2 ra thì nó còn có thể chia hết cho mấy nữa? Ngoài chia hết cho 2 thì 8 phần 12 còn chia hết được cho 4. Đúng không nào? Vậy cô sẽ có 8 phần 12 bằng 8 chia 4 trên 12 chia 4 bằng 2 phần 3. Vậy so sánh cách 1 với cách 2, ta nhận thấy cách nào ngắn gọn hơn và rõ ràng hơn, khoa học hơn? Đương nhiên là cách thứ hai. Vì cách thứ hai cũng đưa cho chúng ta được cái phân số tối giản một cách rất nhanh, 2 phần 3. Đúng không nào? Đó là cái cách mà chúng ta nên lựa chọn khi chúng ta thực hiện phép tính rút gọn phân số. Cô có tiếp theo một phân số 30 phần 36. Áp dụng cách làm thứ hai, các bạn sẽ rút gọn cho cô phân số này. Ta nhận thấy 30 phần 36 có tận cùng là 0 và 6 thì nó sẽ chia hết cho 2. Nhưng ngoài chia hết cho 2 ra thì 30 phần 36 còn chia hết được cho 6. Vậy thì giữa chia hết cho 2 và chia hết cho 6, ta sẽ chọn chia hết cho mấy? Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ chọn chia hết cho 6. Bởi trong phép chia, số bị chia không thay đổi. Số chia càng lớn thì thương lại càng nhỏ. Ngược lại, số chia càng nhỏ thì thương lại càng lớn. Vậy thì cô sẽ chọn số chia là số lớn nhất. 30 phần 36 vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 6. Vậy cô sẽ chọn chia cho 6. 30 phần 36 bằng 30 chia cho 6 trên 36 chia cho 6 và kết quả là 5 phần 6. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một bài tập số 3, đó là viết số thích hợp vào ô trống. Chúng ta sẽ giải quyết bài tập này thông qua một trò chơi mang tên con số đi làm. Cô sẽ tách bài tập số 3 thành các bước để chúng ta nhận dạng. Chúng ta có 54 phần 72 thì sẽ bằng 27 phần ô trống. Vậy ô trống ở đây sẽ là bao nhiêu? Ô trống ở đây sẽ là 36. Vì sao vậy? Chúng ta quan sát tử số 54 sẽ chia cho 2 bằng 27. Tử số chia cho số nào thì đương nhiên mẫu số phải chia cho số đó. 54 chia cho 2, 72 cũng chia cho 2 và kết quả sẽ là 36. 54 phần 72 bằng phân số 27 phần 36 sau khi được rút gọn cho 2. Tiếp tục. 54 phần 72 sẽ bằng phân số ô trống trên 12. Ô trống ở đây sẽ là bao nhiêu?
ô trống sẽ là 9. Vì sao vậy? Chúng ta lại quan sát vào mẫu số. 72 chia cho 6 thì bằng 12. Hoặc nếu bạn nào nhẩm có thể lấy 72 chia cho 12 thì sẽ bằng 6. Mà 6 chính là số mà 72 chia cho. 72 rút gọn cho 6 thì sẽ bằng 12. Mẫu số chia cho 6 thì đương nhiên tử số cũng phải chia cho 6. 54 chia cho 6 thì sẽ bằng 9. Tiếp tục, chúng ta đến với phân số tiếp theo. 54 phần 72 bằng 3 trên ô trống. Ô trống ở đây là bao nhiêu? Ô trống sẽ là 4. Chúng ta cũng nhận thấy 54 và 3. 54 chia cho 18 bằng 3. Hoặc các em có thể nhẩm bằng cách lấy 54 chia cho 3 thì các em sẽ ra là 18. Chúng ta lấy tử số chia cho 18 và đương nhiên mẫu số cũng chia cho 18. Kết quả cuối cùng đó là phân số 3/4. Trong khi rút gọn phân số, các em luôn luôn nhớ giúp cô một điều. Tử số chia số nào thì mẫu số phải chia số đó. Và ngược lại, mẫu số chia số nào thì tử số cũng phải chia cho số đó. Vậy ở bài tập 3 chúng ta có phân số thứ nhất mẫu số là 36. Phân số thứ hai có tử số là 9. Phân số thứ ba có mẫu số là 4. 54 phần 72 bằng phân số 27 phần 36, bằng phân số 9 phần 12 và bằng phân số 3/4. Quay trở lại với yêu cầu ban đầu của tiết học. Các em nhận thấy mình đã hoàn thành được những yêu cầu nào của tiết học rồi? Phần nào chưa hoàn thành, các em tiếp tục xem lại video để cùng nhau hoàn thành phần kiến thức trong phần yêu cầu của bài học nhé. Tiết học đến đây là hết rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các em ở tiết học tiếp theo, phần rút gọn phân số phần 2.